Thưa quý vị, bão số 4 đang đổ bộ vào tỉnh Thanh Hóa và gây mưa to gió mạnh. Và ngay lúc này thì nhóm phóng viên VTC đang có mặt ở vùng tâm bão sẽ thông tin chi tiết cho quý vị về ảnh hưởng của cơn bão này. Và xin được mời phóng viên Trung Kiên. Xin kính chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại thành phố Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Và lúc này thì thời tiết tại khu vực tỉnh Thanh Hóa đang có những cái sự chuyển biến rõ rệt khi mà từ đêm qua đến rạng sáng nay, khi mà bão số 4 đổ bộ vào bờ thì trời mưa và gió rất là mạnh. Và lúc này thì thời tiết đã giảm mưa, tuy nhiên gió vẫn đang thổi đến mức cấp 6, cấp 7. Và quý vị các bạn có thể thấy ở khu vực bãi biển Sầm Sơn thì sóng đã cao hơn so với ngày xưa khoảng, so với ngày hôm qua là khoảng 5 đến 6 mét, và nước đang áp sát vào khu vực ven biển và ven bờ Xuân Hương. Một bầu trời dày đặc cái đám mây rất là nhiều và dự báo sẽ là những cơn mưa rất là lớn. Và lúc này trong buổi sáng ngày hôm nay thì theo quan sát của phóng viên chúng tôi thì có rất nhiều ngư dân của thành phố Sầm Sơn ra khu vực ven biển để kiểm tra tình hình tàu thuyền. Đặc biệt trong cơn bão lần trước thì nhiều con tàu để ở vị trí này đã bị trôi ra biển. Tuy nhiên trong buổi sáng ngày hôm nay thì do sóng gió cũng cơn bão số 4 không quá mạnh nên là tàu thuyền của người dân vẫn đang ở vị trí an toàn. Vâng, tôi sẽ một câu trao đổi nhanh với một người dân. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh có thể cho biết là sáng nay khi mà kiểm tra tình hình bão thì cái tàu thuyền của mình như thế nào ạ? Nói chung là bão thì cơn bão số này thì nó cũng bình thường. Tài sản thuyền của người dân thì cũng có một số là đưa lên đường Hồ Xuân Hương. Còn cũng có một số thì cũng đang để ở dưới lầm cây sa mọc. Thì nước và bãi biển thì nó cũng không to lắm. Tức là thuyền bè thì nó cũng đang an toàn cả, nếu không ai có vấn đề gì xảy ra cả. Dạ vâng, được biết là trong thời gian qua là liên tục có những cơn bão mạnh và đặc biệt là đường đi hết sức phức tạp. Thì vậy bão đang ảnh hưởng thế nào đến việc mưu sinh của ngư dân của mình ạ? Như cơn bão mấy năm á, cái cơn bão số 2 vừa qua đây này, thì so thì như cơn bão này thì nó to hơn cơn bão trước, cơn bão trước to hơn cơn bão này nhiều. Cơn bão số trước thì cũng có một số là thuyền bè là để thì nó cũng rùa đầy đắm, cũng có một số, nhưng mà những cái cơn bão này thì thuyền bè của người dân là an toàn, không có vấn đề gì xảy ra cả. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo cập nhật của phóng viên chúng tôi thì trong sáng ngày hôm nay thì trên đường Hồ Xuân Hương có rất nhiều cây xanh bị đổ ngã do gió mạnh, và đặc biệt là có một cái sự cố liên quan đến điện. Đó là trạm biến áp gần khu vực trung tâm thành phố Sầm Sơn đã bị nổ, dẫn đến nhiều khu vực khu dân cư đã bị mất điện, khiến người dân rất là hoang mang. Tuy nhiên trong sáng ngày hôm nay khi mà kiểm tra ở khu vực ngoài biển thì sóng gió cũng không quá là mạnh nên người dân có vẻ yên tâm. Theo cập nhật của chúng tôi thì cơn bão số 4 lần này sẽ gây ra mưa rất lớn và đặc biệt trọng tâm tại tỉnh Thanh Hóa, với lượng mưa lên khoảng cả đợt lên khoảng 400 đến 500 mm. Và với những cái cơn mưa lớn như vậy và trong cái tình hình bối cảnh rất nhiều hồ chứa đang ở trong tình trạng xung yếu. Thống kê thì có hơn 124 hồ xung yếu và 490 hồ đầy nước. Và điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái sự an toàn của hồ chứa nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra. Và đặc biệt là hồ Cửa Đạt, một hồ lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa, đã phải tiến hành xả lũ đến 1.000 mét khối trên giây. Và khu vực dân cư đã được cảnh báo là tình hình ngập lụt. Và trong sáng ngày hôm nay thì cũng rất nhiều người dân ở khu vực mép nước ven sông đã được trở về nhà, vì đặc biệt là do cái cơn bão này tác động lượng mưa trong đêm qua và sáng nay là không quá nhiều. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật cái thông tin về tình hình thời tiết cũng như thiệt hại do cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay. Xin được cảm ơn phóng viên Trung Kiên với những cập nhật về ảnh hưởng của cơn bão số 4 từ tỉnh Thanh Hóa.